Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ sáu ngày 2 tháng 9 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, sự thông minh và linh hoạt của bản mệnh được vận dụng kịp thời đặc biệt là với những người đang đứng ở vị trí lãnh đạo sẽ có những phương hướng đúng đắn dẫn dắt tập thể đi lên. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều điều kém vui, đào hoa dữ khiến con giáp này suốt ngày lo âu, tự suy diễn rồi trút buồn phiền vào mình. Người độc thân rất dễ đánh mất cơ hội yêu đương trong ngày vì tính kén trọn khắc khe. Tài chính, vận trình tài lộc phượng phát cơ hội mở rộng quy mô làm ăn và tìm kiếm khách hàng có chiều hướng khả quan trong thấy Cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ khi tham gia giao thông. Tuổi Giáp Tý dễ gặp mâu thuẫn với đối tác khách hàng. Tuổi Bính Tý hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tuổi Mậu Tý không nên làm việc với thái độ đối phó. Tuổi Canh Tý khó tìm được sự giúp đỡ trong thời gian này. Tuổi nhâm tí không tin nổi vào mắt mình. Con số may mắn số 12, số 8, màu sắc may mắn màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra có chút cản trở. Tử vi ngày hôm nay khuyên con giáp này nên tập trung cho việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao hơn. Dù có hậu thuẫn vững chắc là gia đình thì bản mệnh cũng đừng nên tỏ ý chủ quan hay hỏng hách. Tình cảm Vận trình tình cảm trở nên khởi sắc, sự thủy chung và mong muốn nỗ lực vùng vẽn tình cảm của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung người độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào sự khéo léo tinh tế của mình. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, tận dụng tốt những cơ hội kiếm tiền trước mắt thì tủ tiền sẽ nhanh chóng được làm đầy mà thôi. Cẩn trọng, không nên cất giữ áp lực căng thẳng trong lòng. Tội ất sủ, trở nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tội đinh sủ, trì hoãn là nguyên nhân lấy đi nhiều cơ hội. Tuổi kỷ sửu hãy chia sẻ cảm xúc với mọi người. Tuổi tân sửu có cơ hội gặp được người phù hợp. Tuổi quý sửu đôi khi hãy để những lời trách móc giúp mình trưởng thành. Con số may mắn số 17, số 89, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3 tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi nhờ có quý nhân hỗ trợ nhiệt tình kết hợp với bản lĩnh kiên cường và khôn khéo mà không có gì có thể cản trở được bước thăng tiến của con nhấp này khả năng sáng tạo tốt mang tới nhiều cơ hội chuyển mình cho những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật tình cảm vận trình tình cảm buồn phiền kiểm sắc bất đồng, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng ngày càng gia tăng sau khoảng thời gian dài chung sống. Trong lúc đó, chỉ cần có chút nhẫn nhịn, bao dung thì sóng gió nào cũng qua. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, dò, quý nhân chỉ đường dẫn lỗi giúp cho con giáp này sớm tìm ra cơ hội kiếm tiền tiềm năng khác. Cẩn trọng, cần can đảm và tin vào những quyết định của bản thân. Tuổi giáp dần, nhiệt tình, hăng hải, nêu ý kiến của mình tuổi bính dần là người dẫn đầu xu hướng tuổi mậu dần hãy lắng nghe người khác nhiều hơn tuổi canh dần tranh cãi gây gắt giữa vợ và chồng tuổi nhâm dần không nên coi tiền là tất cả con số may mắn số 11 số 29 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ thở. Các tình nâng đỡ kịp thời tạo cơ hội cho bản mệnh thể hiện tối đa năng lực của mình. Nếu giữ tốt tinh thần, thái độ làm việc này một cách nghiêm túc thì trong tương lai gần bản mệnh sẽ vô cùng sáng lạng. Tình cảm Phần trình tình cảm có nhiều xáo trộn, đào hoa dự khiến cho tình yêu gặp nhiều sóng gió bởi những tác động ngoại cảnh Tình yêu thiếu đi sự san sẻ và đồng cảm nên sớm muộn cũng có mâu thuẫn gay gắt xảy ra. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, rủi ro tiềm mận khiến con giáp này phải rơi vào những tình cảnh khó ngờ tới, điển hình là phải vay mượn. Cẩn trọng, hiếu thắng, chủ quan nên dễ phạm phải sai lầm. Tuổi ất mạo không nên vội vã đưa ra các quyết định đầu tư. Tuổi đinh mạo nên biết tận dụng vận may để cải thiện vấn đề tài chính tuổi, kỷ mạo, trở nên tin theo lời rũ rê của người không đáng tin cậy. Tuổi tân mạo, đừng lúc nào cũng trì hoãn mọi thứ. Tuổi quý mạo, hãy luôn quan tâm tới người thân của mình. Con số may mắn số 52, số 6, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc Vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra không quá như ý muốn trong cách cư xử và hành động người tuổi này có phần nóng nổi và bốc đồng nên khó tránh khỏi những sai lầm ngoài ý muốn nếu thay đổi điều này sớm thì mà ra con giáp này có thể cải thiện được tình hình hiện tại tình cảm phần trình tình cảm vô cùng rực rỡ đặc biệt là người độc thân sẽ được quý nhân soi đường dẫn lối sớm tìm được người trong mộng của mình đôi lửa tâm đầu ý hợp trong nhiều suy nghĩ cơ hội tiến xa là vô cùng lớn tài chính vận trình tài lộc bên ổn nguồn thu chính lẫn phụ nằm ở mức trung bình không thật dư giả cẩn trọng sự chán nạn có thể dẫn tới việc bỏ cuộc dựa chân tội giáp thình gắn bó với gia đình của mình tội bính thình học cách tiết kiệm mới có dư giả tội màu thình hãy thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm Tuổi canh thân, cố gắng học hỏi và cải thiện vấn đề tài chính, Tuổi nhâm thân, hãy tận dụng những cơ hội đèn cỏ để phát triển bản thân. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khó dễ đang xen Đối diện với họa tiểu nhân, con giáp này cần phải giữ cho mình tinh thần thật vững vàng và kiên trì bền bỉ. Đối với người thân quen, cách mấy, hãy nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để hạn chế tối đa các tai họa khôn lương. Tình cảm, vận trình tình cảm, u buồn, ảm đạm, dự báo chuyện tình yêu, lửa đôi, cũng gặp nhiều cản trở hơn bao giờ hết. Nhưng dù thế nào xảy ra, thì cũng đừng quên sự gượng ép trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, nhất là ở hạng mục đầu tư kinh doanh sẽ mang lại doanh thu đột phá. Cẩn trọng, hòa tiểu nhân đeo bám gây nhiều bất lợi trong công việc. Tội ất tỵ nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Tội đinh tỵ loại bỏ thị phi khỏi đầu để nhẹ nhõm. Tội kỷ tỵ công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Tuổi Tân Tỵ gặp gỡ được đối tượng triển vọng. Tuổi Quý Tỵ sức khỏe không được đảm bảo. Con số may mắn số 71, số 19, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi. Để màu chóng quên đi nỗi buồn trong tình cảm, còn giáp này vùi đầu vào công việc mà không màng tới nghỉ ngơi. Điều này có thể đem lại cho con giáp này những thành tích đáng kể, nhưng sức khỏe thì trái ngược hoàn toàn. Tình cảm, vận trình tình cảm buồn chán đáng lo. Người ngoài nói ra nói vào khiến cho các dự định cùng nhau của các cặp đôi bị phá vỡ hoàn toàn. Mối quan hệ tình cảm đứng trước bờ vực đổ vỡ càng khiến những người trong cuộc mất niềm tin vào tình yêu. Tài chính, vận trình tài lộc rụng rỉnh, doanh thu có dấu hiệu tăng cao củng cố thêm niềm tin làm giàu ở người tuổi này. Cẩn trọng, hòa thị thi, họa thị phi đeo bám khiến mâu thuẫn tăng cao. Tuổi giáp ngọ dễ gặp khó khăn do suy nghĩ bế tắc. Tuổi bính ngọ nên tạo cho người khác cơ hội để làm quen với mình. Tuổi mậu ngọ không gặp được nhiều thuận lợi trong hôm nay. Tuổi canh ngọ tránh trữ quan và biến mình thành kẻ khó tính. Tội nhằm ngọ, chớ bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Con số may mắn số 22, số 7, màu sắc may mắn, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Được biết, người tuổi mùi có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân trong ngày. Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đem lại cho bản mệnh sự công nhận của cấp trên và đi kèm với đó là sự ghen tị của đồng nghiệp. Tình cảm Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui, sự ngọt ngào, lãng mạn mà nửa kia cất công dành cho con giáp này trong từng món ăn, lời nói qua tới món quà khiến cho bản mệnh tụm tiệm cười vui suốt cả ngày. Tài chính vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập được tăng cao đem tới cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước. Cẩn trọng tình hình sức khỏe đáng báo động do làm việc quá sức. Tuổi ất môi nửa kia sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Tội đinh môi học cách khiêm tốn và luôn say mê học hỏi. Tuổi kỵ môi Quá nhạy cảm với góp ý của người khác Tuổi tân môi nên chứng tỏ bản thân xứng đáng với những lời khen tặng Tuổi quý môi, công việc xuất hiện nhiều khó khăn Con số may mắn số 2, số 39 Màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Phận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra cho chảy. Tử vi ngày hôm nay cho biết con giáp này sẽ có những bước đi vững chắc, hứa hẹn, thu hoạch, thành tựu đáng kể. Nhờ cách làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng và chỉnh chu mà cấp trên có có ý định cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm khó khăn, bất ổn. Cuộc sống hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt khi yêu đương dần nhường chỗ cho cãi vã lên ngôi. Khi cả hai không còn ý muốn nỗ lực nếu giữ tình cảm thì việc đổ vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, cơ hội phát tài phát lộc dành cho người tuổi này trong khoảng thời gian này là rất cao. Cẩn trọng, buồn bã, ủ dột và nhiều khi đánh mất ý chí. Tuổi giáp thân, thiếu tập trung tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng tuổi bình thân hãy nghĩ xã hơi và tận hưởng cuộc sống tuổi mậu thân hãy quan tâm tới cảm xúc của người khác nhiều hơn tuổi canh thân nhẹ dạ cả tin tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng tuổi nhâm thân khách hàng đến với bạn một ngày đồng thêm con số may mắn số 4, số 1, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi thìn 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng đây là thời điểm thuận lợi để con giáp này thực hiện các kế hoạch đã tính trước đó công sức sự nỗ lực và tiền của bỏ ra từng bước nhận được những thành tựu nhất định đó cũng là món quà xứng đáng cho người tuổi này tình cảm vận trình tình cảm đón đầu tin vui quý nhân xuất hiện giữ cho tình yêu lửa đôi luôn được nồng nàn và thảm sắc những hiểu lầm, mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải và nhường chỗ cho yêu thương. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, công việc thuận lợi mang tới cho bản mệnh, nhất là những người làm kinh doanh, nguồn thu nhập rủng rỉnh. Cẩn trọng, đừng để lời bàn tán vô cớ của người ngoài làm ảnh hưởng tới tâm của mình. Tội ất dầu, ngay cả khi không ai để ý cũng cần nỗ lực một cách kiên trì. Tội đinh dầu, đừng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tuổi kỹ dầu, không nên quá so đo trong chuyện tình cảm. Tuổi tân dầu, nên chủ động quan tâm tới người khác nhiều hơn. Tuổi quý dầu, dễ vướng phải những rắc rối bất ngờ. Con số may mắn số 24, số 65, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khởi sắc, nguồn năng lượng và chỉ lực dồi dào giúp người tuổi này có đủ can đảm để đối đầu mọi thách thức trước mắt. Những vấn đề rắc rối hay khó khăn hiện tại chỉ càng khơi gợi ở con giáp này năng lực chiến đấu và chinh phục của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa viên mãn. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tuất và nửa kia hàng gắn tình cảm sau khoảng thời gian xa cách đôi lửa yêu nhau lúc này cũng cần phải có sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương vô bờ bến. Tài chính vận trình ta lọc có điểm sáng, con giáp này có thể nhân cơ hội trước mắt để bắt tay vào đầu tư những lĩnh vực mình am tường. Cẩn trọng do dự trần chừ mà bỏ lỡ nhiều thời cơ quý hiếm. Tuổi giáp tuất không nên hành sự nóng nảy bộc phát. Tuổi bính tuất tránh tỏ ra tức giận nóng nảy tuổi, mậu tuất, vợ chồng hòa hợp, yêu thương và trân trọng nhau. Tuổi canh tuất, nửa kia bao dung cho lỗi lầm của bạn. Tuổi nhâm tuất, khó khăn, không kéo dài được lâu, đừng quá bi quan. Con sổ may mắn, số 11, số 7, màu sắc may mắn, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc, Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, tính cách cẩn thận, chỉnh chu và tinh thần trách nhiệm cao. Tinh thần cầu tiến là những yếu tố giúp cho bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên của mình. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở trước mắt chỉ đợi con giáp này can đảm bước tới. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc đẹp đẽ trong khoảng thời gian này người tuổi hại sẽ có thời gian hạnh phúc ngọt ngào yêu thương bên cạnh người bạn đời của mình cơ hội tỏ tình thành công dành cho những người độc thân cũng cao hơn trước tài chính vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn may mắn kẻ qua cho thấy tín hiệu thu được nguồn lợi lớn trong kinh doanh của con giáp này cẩn trọng tránh ngủ quên trên chiến thắng mà đánh mất thành công lúc nào chẳng hay tuổi ất hại không nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuổi Đinh Hợi ăn nhiều hoa quả để nâng cao sức đề kháng. Tuổi Kỷ hài trở nên hành động một cách nóng nảy. Tuổi Tân Hợi hãy dành thời gian ở bên cạnh một người nhiều hơn. Tuổi Quý Hợi không nên giữ tâm sự trong lòng. Con số may mắn số 25, số 75, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi tý.